chào quý thầy cô và các bạn. Em tên Nguyễn Thị Xuân Mai, học sinh lớp 2C, trường tiểu học Nguyễn Du. Đến với cuộc thi kể chuyện và giới thiệu sách trực tuyến năm 2023, em xin giới thiệu đến với thầy cô và các bạn cuốn sách Bác Hồ của chúng em, tác giả Chu Trọng Huyến. Nổi bật trên bìa sách là hình ảnh các bạn học sinh đến chúc mừng sinh nhật Bác. Sách dài 180 trang, khổ 13 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Văn Học in và phát hành năm 2023. Khi em sinh ra đã không còn Bác, như hình ảnh Bác Hồ vẫn ở trong tâm trí em, bởi nhiều câu chuyện thú vị, gần gũi, có tính giáo dục cao. Cả cuộc đời Bác dành tình cảm cho quê hương, đất nước, đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Cuốn sách với 60 câu chuyện ghi lại tình cảm ấm áp của Bác với thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nước. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm xúc động về tình cảm chan chứa yêu thương của Bác dành cho thiếu nhi. Đọc từ trang sách ta đều hình dung ra bóng hình của Bác, có thể khẳng định cuốn sách là một trong những món quà có giá trị để dành tặng cho thế hệ của chúng ta. Đọc tác phẩm của Bác Hồ, nghe kể chuyện về Bác Hồ, chúng ta càng thêm tự hào về người Bác yêu quý và nguyện làm theo tấm gương của người. Sau đây em xin được gửi đến thầy cô và các bạn một trong những câu chuyện có tựa đề Các cháu phải chung sức bảo vệ cây. Chuyện kể rằng cũng phải đến đổ về thăm quê lần thứ hai, ấy người mới có điều kiện ghé thăm làng chùa quê ngoại, thăm khu vườn trong đó có nhà thờ họ Hoàng và ngôi nhà riêng của bố mẹ mình, nơi Bác đã được sinh ra và sống thời ấu thơ. Sau khi tìm hiểu về họ Hoàng, Bác hỏi ông Hoàng Xuân Đương là người thừa kế việc chăm sóc hương khói ở đây, chỗ được mấy người con, chỗ đâu là chỗ trái hay gãi. Và nhìn anh thật kỹ rồi kéo anh đi tới chỗ có đông chậu bẻ đang chăm chăm nhìn. Đinh Cửu nghĩ có thể Bác sẽ dẫn mình về các sau này hãy góp phần bảo quản lá hương khỏi trong ngôi nhà cũ hoàng đường là
ông bà ngoại, bác cũng như nơi nhà thờ họ ở kề ngay đấy. Nhưng không phải bác nói về những công việc chuyên môn thuộc ngành học của anh. Rồi bác dặn học năm lâm trước hết ta học cách trồng và bảo vệ cây, cây cho củi cho gỗ, cây che chở cuộc sống con người, cây lại cho bóng mát. Ngày xưa trên đường ra ruộng thỉnh thoảng cũng có những cây tơ để bà con đi làm đồng, nóc nắng và trú mưa, ai cũng phải bảo vệ cây. Nhưng cháu thì là phải là một trong những người gương mẫu về việc đó. Rồi bác nói với các em nhỏ đứng ở xung quanh rằng bác thấy hai bên đường ở gần đây có nhiều cây nhỏ bị gãy ngọn, như thế cây sẽ hỏng hoặc chậm phát triển, hao tổn đến cây giống và công người trồng. Các cháu phải chung sức bảo vệ cây, nhưng em bé đừng để trâu bò ăn lá hoặc chậm chân vào làm các cây non thiệt hại nhiều. Hợp tác xã trong đỏ cỏ nhà mình. Rồi bác nói thêm với Trinh, cháu phải luôn góp sức nhắc các em nhỏ cùng giữ gìn cây trồng như vậy đó. Trồng nuôi và trồng cây là hai công việc bác luôn nghĩ đến về chúng ta rằng phải biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cây, vì cây cho chúng ta bóng mát, hoa thơm, quả ngọt. Cây còn cho chúng ta bầu không khí trong lành và bảo vệ đất đai không bị xói mòn nữa. Bạn ơi, chúng ta cũng là những mầm non tương lai của đất nước. Bác đã dạy rằng trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành làm.